Mở đầu tiết mục hôm nay, chúng tôi trả lời thư của bà Nguyễn Thị Thêu ở phường 7, thành phố Bạc Liêu. Thư bà hỏi: Tôi thấy hiện nay nhiều người nuôi thú cưng trên địa bàn thành phố thường thả rông ngoài đường, có lúc còn gây tai nạn giao thông. Vậy theo quy định của pháp luật, trường hợp người dân thả rông động vật nuôi trong đô thị bị xử phạt như thế nào? Bà Thêu thân mến, theo Nghị định số 144/2021, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định vi phạm về trật tự công cộng như sau: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản 2, điểm B khoản 5 điều này; thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng, để vật nuôi cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị, vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ, chăn thả gia súc gia cầm trong chung cư. Như vậy, đối với cá nhân thả rông động vật nuôi trong đô thị có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Tiếp theo, chúng tôi trả lời thư của bạn Nguyễn Thị Hoài ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Thư bạn hỏi: Theo tôi được biết, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì người lao động mới tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy chủ doanh nghiệp tư nhân có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Xin chào bạn Hoài. Khoản 1, điều 2, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng áp dụng như sau. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, cán bộ công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chuyên môn kỹ thuật, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công an nhân dân, phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an, cơ yếu, đang theo học, được hưởng sinh hoạt phí. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định tại luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương, người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn. Về người quản lý doanh nghiệp, theo luật doanh nghiệp năm 2020, quy định người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác, theo quy định tại điều lệ công ty. Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân có hưởng tiền lương hàng tháng từ quỹ lương của doanh nghiệp tư nhân thì vẫn thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo các quy định nêu ở trên. Chúng tôi vừa nhận được thư của chị Trần Thị Hoa ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Thư chị hỏi: Tôi có người cháu trai năm nay 30 tuổi nhưng có hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Vậy theo quy định của pháp luật, trường hợp cháu của tôi như vậy có được đăng ký kết hôn hay không? Chị Hoa thân mến, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau. Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bị mất năng lực hành vi dân sự. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp bị cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 2 điều 5 của luật này. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
và cũng tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định cấm các hành vi sau đây: kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn, người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ, kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng, yêu sách của cải trong kết hôn, cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn, thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính, bạo lực gia đình, lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. Như vậy, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự nếu đáp ứng đủ các điều kiện kết hôn thì vẫn có thể đăng ký kết hôn theo quy định nêu ở trên. Bà Nguyễn Hồng Thủy ở phường 3, thành phố Bạc Liêu, thư bạn trình bày. Hiện nay tôi thấy có nhiều phương tiện giao thông vận tải đường bộ của cá nhân và tổ chức có dán hình ảnh bản đồ Việt Nam trên kính, thân xe và khung biển số xe. Tuy nhiên, những bản đồ này không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vậy trường hợp này có vi phạm pháp luật và bị xử phạt hay không? Bạn Thủy thân mến, đúng như bạn phản ánh, hiện nay có nhiều phương tiện lưu thông đường bộ dán bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 11 Nghị định 18/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ quy định phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ, đồng thời bị tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính, buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ, buộc thu hồi dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm nếu có. Nếu cá nhân nước ngoài vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, với hành vi xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ sẽ bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Bạn Nguyễn Thị Thanh ở phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai hỏi: khi đám cưới chúng tôi được hai bên gia đình tặng rất nhiều tài sản, vậy theo quy định của pháp luật đây là tài sản chung hay riêng? Bạn Thanh thân mến, yêu cầu của bạn được luật sư Lê Hải Lâm, văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. Theo yêu cầu của bạn Nguyễn Thị Thanh thì tôi xin trả lời như sau. Tại khoản 1 điều 33 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, qua lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng, thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Tài sản mà vợ chồng có được thừa kế chung, được cho tặng chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Đối với quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng được thừa kế riêng, được cho tặng riêng hoặc có được thông qua cái giao dịch bằng tài sản riêng. Thời kỳ hôn nhân gia đình tôi cũng nói thêm, đó là khoảng thời gian chung sống vợ chồng được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt quan hệ hôn nhân. Thư bạn hỏi, dù chưa đủ thông tin cơ bản để xác định tài sản chung hay tài sản riêng, ví dụ đám cưới của bạn được tổ chức trước ngày đăng ký kết hôn hay sau ngày đăng ký kết hôn, gia đình hai bên tặng cho nhiều tài sản mà không ghi rõ tài sản gì, khi đề tặng hay cho tuyên bố cho tặng hay là chỉ nói chung chung hay là cho riêng ai, do đó
Nếu mà bạn tổ chức đám cưới rồi mới đi làm thủ tục đăng ký kết hôn thì tài sản được gia đình hai bên cho tặng tại đám cưới, nếu là cho chung thì là tài sản chung của vợ chồng, nếu cho riêng của người nào là tài sản riêng của người đó. Trường hợp đăng ký kết hôn rồi thì mới đăng tổ chức đám cưới thì tài sản gia đình cho tặng tại đám cưới, không ghi cho ai hay tuyên bố gì thì chỉ nói mừng chung chung thôi, thì đó là tài sản chung của vợ chồng. Còn tài sản thuộc trang sức sính lễ tặng riêng cô dâu là tài sản riêng, trừ trường hợp sau này vợ chồng có thỏa thuận khác. Có thể hiểu nôm na là tài sản hợp pháp mà vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung, trừ trường hợp được thừa kế riêng, được cho tặng riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.